Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em toán lớp 3 sẽ kết nối chiếc khấu của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm có các quảng cáo, các xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm đã hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 47 làm quen với chữ số La Mã. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 2. Giờ mình sẽ làm phần luyện tập câu số 1. Câu số 1 người ta kêu mình dùng que tính để xếp hạng các số La Mã như hình bên. Như ở đây mình sẽ có thể sử dụng que tính để xếp hình số 1, số 5 và số 10. Câu A người ta kêu mình dùng 5 que tính để xếp hình số 8 và số 13 nhé. Như vậy bây giờ mình sẽ xếp. Như vậy các em sẽ xếp số 8 và số 13 nhé. Giờ trước hết thì mình sẽ xếp số 8. Số 8 thì có nghĩa là số 5 là V, V có nghĩa là số 5. Đúng này. Giờ tiếp theo là 3Y nữa có nghĩa là hằng số số 8. V 3Y có nghĩa là hằng số 8. Đúng này. Như ở đây mình sẽ được là số 8. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mà số 13. 13 thì có nghĩa là x là 10. X là 10. Đúng rồi. Giờ thêm 3 nữa là hàng 13. Như mình sẽ được số 17. Tiếp theo là câu B. Người ta hỏi là để xếp được 3 chữ số 9 bằng chữ số La Mã thì mình sẽ dùng hết mấy que tính. Giờ mình sẽ làm câu B như sau. Như trước hết mình xếp 3 chữ số 9 La Mã nhé. Như x là 10. Giờ y đứng ngoài trước nữa sẽ thành số 9. Như mình sẽ được một số 9. Giờ 2 số 9 và 3 số 9. Mình thấy là một số 9 là cần 3 que tính, đúng không? Như 3 số 9 thì mình cần là 9 que tính. Thì mình trả lời là để xếp được 3 chữ số 3 số 9. Để xếp được 3 số 9. Mình thấy là sử dụng là 9 que tính. Đúng này. Thì dùng hết 9 que tính. Giờ như là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2.
Câu số 2, câu A người ta kêu mình tìm số La Mã khích hợp. Giờ nhi là câu A mình sẽ tìm số La Mã khích hợp. Như vậy mình thấy là chân cầu, đây là chân cầu số 12. Tiếp theo sẽ là 10, 13. Như mình thấy đi từ trái qua phải là tăng 1. Đúng rồi. 12 tăng thành 13, tiếp theo là 14, 15, 16, 17 và 18. Ở đây mình sẽ viết chính là số 14. 14 là 9, XIV chính là 14. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là 15, tiếp theo sẽ là 16. SVI là 16. Và tiếp theo sẽ là 17. SV2I sẽ là 17. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B người ta kêu mình sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Giờ thầy sẽ làm câu B phía dưới cho các em xin. Mình sẽ làm câu B. Người ta kêu mình sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn, mình trả lời là các số theo thứ tự từ bé đến lớn này. Các số theo thứ tự từ bé đến lớn khi mình thấy ở đây có 4 số. Trước hết đây là 13, X3Y là 13, XV2Y là 17, X2Y là 12 và XV3Y là 18. Như là bé nhất khi mình thấy chính là số 12. Mình sẽ viết số 12 trước là X2Y. Tiếp theo là 13, X3Y. Tiếp theo sẽ là 17, XV2Y. Và cuối cùng sẽ là 18, XV3Y. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video. Thầy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình chọn đồng hồ điện tử khích hợp với đồng hồ mặt trời. Giờ mình quan sát bạn robot nói là bóng của kim chỉ vào số 2 là lúc 14 giờ. Đúng rồi. Như là kim, đây, cái bóng của cái kim này chỉ ngay số 2 có nghĩa là lúc đó là 14 giờ. Như mình sẽ nói đồng hồ này với là 14 giờ nha. Thì mình thấy là 2 giờ chính là 14 giờ, hay 14 giờ còn gọi là 2 giờ. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình quan sát đồng hồ ở bên đây. Thì mình thấy là cái bóng này chỉ vào VI có nghĩa là 6. Có nghĩa là lúc 6 giờ, đúng rồi. Giờ mình sẽ nói ở đây với là 6 giờ. Giờ tiếp theo còn cái bóng này mình thấy là cái bóng chỉ vào cái số là V3Y có nghĩa là 8, có nghĩa là lúc 8 giờ. Mình sẽ nói đồng hồ với là 8 giờ. Đúng này. Như vậy mình thấy là mình có thể sử dụng cái đồng hồ mặt trời cũng được, đúng này. Hoặc là đồng hồ điện tử cũng được, đúng này. Đồng hồ điện tử thì mình sẽ
càng sử dụng pin, còn đồng hồ mặt giờ thì không cần pin. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em xem bóng video, hẹn biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4, người ta kêu mình tìm đường đi cho chú Linh Dương đến hồ uống nước theo thứ tự các số La Mã từ 1 tới 20. Như câu số 4 này mình sẽ tìm đường cho chú Linh Dương đến hồ được nha. Chú Linh Dương ở đang ở bên đây, sẽ tìm đường hồ nước theo thứ tự từ 1 tới 20. Giờ thầy sẽ bấm to cái bảng này lên, thầy sẽ làm trên cái bảng phóng to để cho các em dễ quan sát nha. Như vậy bắt đầu tại vị trí số 1 sẽ đến số 2, đúng nè. Nhưng mà sử dụng mũi tên để đi nha. Như vậy, từ số 1 sẽ qua số 2. Đúng rồi. Từ số 2 xuống số 3. Giờ từ số 3 sẽ đi qua số 4. Từ số 4 sẽ xuống số 5. Từ số 5 sẽ đi qua số 6. Từ số 6 sẽ xuống số 7. Từ số 7 sẽ xuống tiếp số 8 nha. Giờ từ số 8 sẽ đi qua số 9. Từ số 9 sẽ đi qua số 10. Từ số 10 sẽ xuống số 11. Từ số 11 sẽ xuống tiếp số 12. Giờ tiến xuống số 13 rồi. Giờ tiếp theo sẽ là 14. Tiếp theo sẽ là 15. Tiếp theo sẽ là 10, 16. Giờ tiếp theo sẽ là tới 17. 18, 19, 20. Và cuối cùng sẽ đến số 20 trong này. Mình thấy là qua số 20 bên đây. Thầy sẽ đến hồ nước đúng này. Như vậy tới đây sẽ tới hồ nước rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các thấy giảng dễ hiểu bạn hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các bạn bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.